Times Observer hôm 18 tháng 10 dẫn lời hai quan chức giấu tên am hiểu vấn đề nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần khuyến cáo Tel Aviv không tấn công nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban trong bối cảnh Mỹ tìm cách ngăn cản xung đột Israel-Hamas lan rộng ra ngoài dải Gaza. Mỹ hiểu Israel phải đáp trả những vụ tập kích ngày càng gia tăng ở biên giới phía Bắc do Hezbollah tiến hành. Tuy nhiên, cường độ tấn công từ Liban và việc Israel không thể ngăn chặn chiến dịch của Hamas ngày 7 tháng 10 khiến hai bên tăng cường thảo luận về vấn đề Israel có nên mở mặt trận mới để giành lợi thế trước Hezbollah hay không. Một người nói, những cuộc đối thoại này khiến Washington lo ngại giữa lúc Mỹ liên tục cảnh báo Hezbollah và Iran không tấn công Israel từ phía Bắc. Mỹ nhấn mạnh Israel phải cẩn trọng khi đáp trả những cuộc tập kích của Hezbollah do mọi sai lầm của quân đội Israel tại Liban có thể dẫn tới cuộc chiến lớn hơn nhiều. Chính quyền Biden nói rằng quân đội Mỹ sẽ cùng tham chiến với Israel nếu Hezbollah phát động cuộc chiến nhằm vào nước này. Một quan chức nói thêm.